Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Hôm nay chúng tôi lại có một bất động sản muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị, nằm đối diện với nhà máy xi măng Pomi Hoa. Mảnh đất hôm nay đang muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị có tổng diện tích là 300 m², 100% thổ cư và có 1.200 m là đất lưu không, chính là cái mảnh đất này. Hôm nay giới thiệu bất động sản với quý cô bác anh chị thì đang trời mưa khá là to và có lẽ là chuẩn bị đón cơn bão, cho nên là sẽ làm cái clip này thật là nhanh. Mảnh đất này nằm tại tổ 21 phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp. Các bạn nhìn thấy là cái phía xa xa kia chính là một ngọn núi. Thì mảnh đất này không phải là lưng tựa núi mà nó nằm trên một con đường gần giáp với quốc lộ 1A. Và phía trước mặt cũng là một con đường tàu Bắc Nam. Theo như chúng tôi được biết thì con đường này dẫn vào một cái kho của một đơn vị bộ đội. Thì con đường này khá là rộng. Trước mặt chúng tôi thấy là nó độ khoảng 4-5 m gì đó. Con đường này để ô tô vào rất là thoải mái. Cái mảnh đất 1.500 m² này thì chúng tôi đang có là 300 m thổ cư, là 100% thổ cư các bạn nhé. Thì giá chào bán của chúng tôi là đưa ra để quý cô bác anh chị lựa chọn, đấy là 1.150 tỷ. Và đương nhiên là luôn luôn có thương lượng cho quý cô bác anh chị quan tâm. Và cái mảnh đất này thì các bạn nhìn thấy đây, nếu như các bạn đang nhìn về phía từ Thanh Hóa về Ninh Bình thì các bạn nhìn thấy là cái biển chào mừng năm du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư Ninh Bình. Ninh Bình kính chào quý khách. Và tức đầu Tam Điệp này chính là đất giáp danh với Bỉm Sơn, và cái biển này cũng là chào đón quý khách đến với Ninh Bình. Nhưng mà hơi tiếc là năm du lịch quốc gia không thực hiện được do dịch Covid. Chúng tôi cũng rất mong muốn là trong thời gian ngắn nữa thôi, dịch Covid sẽ đẩy lùi hoàn toàn thì sẽ tiếp tục Ninh Bình để đăng cai tiếp. Và cái mảnh đất này thì các bạn rất dễ là định vị, đối diện với cổng nhà máy xi măng Pomi Hoa. Chỗ kia có lẽ một cây xăng. Cây xăng kia là đang hoàn thiện. Đối diện với căn nhà màu vàng này, các bạn đến đây là sẽ nhìn thấy một mảnh đất chúng tôi đang chào bán đây khá là vuông. Tôi đã tôn nền khá là cao rồi. Với cái diện tích là 1.500 m² như này thì theo tôi nghĩ rằng quý cô bác anh chị nếu như mà đầu tư hoặc là đón đầu về cái lượng du khách đến với Tam Điệp Ninh Bình, quý cô bác có thể là mở nhà hàng quán ăn. Và đặc biệt là Tam Điệp nổi tiếng với món dê Ninh Bình. Dê Ninh Bình các bác nhé, dựa lưng vào cái phần đồi núi thế kia. Các bạn mà mở nhà hàng ở đây thì theo du khách mà đi từ phía Thanh Hóa, Bỉm Sơn về với Ninh Bình thì là sẽ nhìn thấy ngay nếu như các bạn mở khu vực nhà hàng ở cái vị trí này. Chính phường Nam Sơn này về tới trung tâm thành phố Tam Điệp thì nó rơi vào tầm 5 km về tới trung tâm của nhà văn hóa thành phố Tam Điệp. Các bạn đi từ cổng nhà máy xi măng Pomi Hoa này, các bạn tiến lên 200 m là sẽ gặp một con đường bên tay trái. Đi qua đường tàu thì sẽ là con đường dẫn, tức là cái đường dẫn lên cao tốc, và cũng như là cho du khách khi mà đến với Tam Điệp là sẽ đi theo con đường đó về đây. Thì cái địa điểm này cũng khá lý tưởng để cho các bạn mở quán ăn và nhà hàng để chào đón du khách khi mà chạm đất Tam Điệp. Với quý cô bác anh chị nào quan tâm mảnh đất này thì hãy liên hệ luôn với Long Việt Bất Động Sản. Số điện thoại của tôi là 0859287777 và số anh Tuân Sport là 0964308888. Giá mà chúng tôi chào bán là 1.150 tỷ cho diện tích là 300 m thổ cư và 1.200 m² là đất lưu không. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi. Rất mong được quý cô bác anh chị ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Long Việt Bất Động Sản ra tiếp những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.